Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều nên việc sản xuất ra các loại sinh khối phục vụ cho sản xuất nông nghiệp hữu cơ có thể được thực hiện khá nhanh. Các chu trình chuyển hóa vật chất diễn ra với tốc độ cao, các chất hữu cơ cao phân tử, sau một thời gian xử lý nhanh chóng sẽ trở thành các chất khoáng đơn giản cung cấp cho cây trồng. Hộ gia đình ông Nghiêm Quang Vinh ở thôn Kim Quy, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên sở hữu mô hình trồng dưa Israel, bí siêu nụ, ngô nữ hoàng đỏ, bắp cải Đài Loan hữu cơ lên tới 2 hecta đã trở thành điển hình của việc canh tác nông nghiệp hữu cơ. Người ta rất là chuộng cái sản phẩm hữu cơ. Thứ nhất là nó an toàn cho môi trường, an toàn cho người sản xuất và an toàn cho đảm bảo chất lượng nông sản và an toàn cho người tiêu dùng. Gắn bó với ruộng đồng nhiều năm, ông Vinh đã dành thời gian đi tham quan, học hỏi mô hình sản xuất nông nghiệp trong và ngoài nước. Vụ đông năm 2019, ông mạnh dạn đi theo xu hướng mới, xây dựng mô hình trồng các loại rau hữu cơ. Kết quả thu được là tạo cơ hội việc làm cho nhiều lao động, lãi suất về lên tới hàng trăm triệu đồng. Hiện tại, ông Vinh tiếp tục áp dụng mô hình nông nghiệp hữu cơ để trồng dưa Israel, bí siêu nụ, ngô nữ hoàng đỏ và đang chờ thời kỳ thu hoạch. Năng suất thì của nó là thì nó rất là bền vững. Nếu mà chúng ta canh tác mà chúng ta gieo trồng các cái nông sản mà chúng ta dùng hữu cơ thì cái năng suất của nó rất là bền vững ổn định, và thứ hai là cái đất nó rất là đảm bảo, nó năng suất các vụ nó như nhau, nó không như là sử dụng hóa học nó chỉ tăng năng suất nó dồn vào một vụ thôi, về sau này đất nó sẽ bạc màu và nó sẽ bị chai đất đi, thì nó sẽ dẫn đến thiếu chất và nó sẽ dẫn đến hiệu quả kinh tế kém hơn. Cái thứ hai nữa là cái chất lượng của hữu cơ rất là tuyệt vời, hữu cơ thì nó là cân đối, hai nữa là nó là một nông sản sạch hữu cơ mà người tiêu dùng yên tâm và không bị nhiễm hóa chất. Ngoài trồng rau củ quả hữu cơ, ông Vinh còn là chủ của đại lý chuyên cung ứng các loại giống cây trồng và thuốc bảo vệ thực vật uy tín cho bà con trên địa bàn xã Minh Tân và các xã lân cận. Bày tỏ mong muốn nhân rộng mô hình nông nghiệp hữu cơ trong khoảng thời gian sắp tới, ông Vinh luôn sẵn sàng chia sẻ, liên kết nếu bà con có nhu cầu để xây dựng được một địa chỉ tin cậy, cung cấp cho thị trường các sản phẩm hữu cơ an toàn, chất lượng.